Chào mọi người, Phương xin giới thiệu Phương hiện tại là đang sinh sống ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phương vào BCA được hơn 3 tháng và rất là may mắn khi vào đây thì được tham gia cái lớp học về sản phẩm Lucy. Và Phương cảm thấy cái sản phẩm này nó rất đáng tin cậy. Do vậy Phương đã đặt và mua về sử dụng ngay. Trong cái quá trình sử dụng sau 2 tuần thì Phương cảm nhận thấy nó thay đổi rất là rõ rệt. Do vậy là Phương cũng xin chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tin tưởng và dùng. Cái sản phẩm Nuculosi nó rất là đẹp, cái chai nó cũng đẹp mà nó thơm ngon. Cái quá trình sử dụng thì Phương cảm thấy rất là thích bởi vì cái mùi, cái hương vị của nó cũng như cái thành phần mà khi Phương tìm hiểu ở trong quá trình mình học hỏi và tìm hiểu các cái video clip cũng như tìm hiểu cái nguồn gốc mà từ cái nhà sản xuất thì cảm thấy rất là yên tâm. Đặc biệt cái sản phẩm này nó là một cái dạng thực phẩm chức năng, do vậy Phương đã tìm hiểu rất kỹ về các cái giấy tờ liên quan đến pháp lý để đảm bảo về cái an toàn cho sức khỏe của mình nữa, bởi vì cái này là mình chăm sóc từ bên trong. Và cũng là một trong những cái sản phẩm mà đi vào đúng cái thời điểm là xu thế. Mọi người muốn chăm sóc sức khỏe sắc đẹp thì hầu như người ta chăm sóc từ bên trong rất là nhiều. Trước đấy thường là đi spa truyền trắng hoặc là những cái dạng mà uống như là Phương đã từng trải nghiệm uống cái sản phẩm Nuglucy bằng viên ấy. Thì cái hộp viên đấy Phương uống cứ mỗi hộp như vậy là uống được nửa tháng mà cũng 1,6 triệu. Thì cái sản phẩm này thực ra là nó 1,8 triệu, Phương thấy nó không đắt, nó rất là rẻ, bởi vì mỗi cái chai như thế này mình dùng được cả một tháng, hơn một tháng. Phương dùng hơn một tháng ấy mà sau 2 tuần là thấy thay đổi rất là rõ rệt. Đặc biệt trong thời gian vừa rồi mà đi đâu ra gặp bạn bè, giống như hôm cách đây 2 hôm Phương đi dự cái sự kiện thì gặp bạn, hay là bạn đến hôm nay là sáng nay bạn điện bảo là đặt luôn cho chị 2 chai Nuclusi, bởi vì bữa giờ thầy giới thiệu nhưng mà chưa dùng, thì cái da của em bây giờ nó đẹp lắm, nhìn đã lắm đấy, chị bảo thế. Thế là mình cũng ok đặt luôn. Còn một số khách hàng mà trước đây Phương thường chia sẻ và cũng đã gọi là bán được cái sản phẩm này cũng tương đối tốt, mà Phương chia sẻ thì người ta trải nghiệm, có người thì họ trải nghiệm một sản phẩm một chai trước và sau khi quá trình sử dụng thì Phương cũng chăm sóc hỏi thăm và khách đã phản hồi rất là tốt. Một số bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là thậm chí vợ của những người bạn thì theo dõi Facebook của mình và sau đó họ cũng hỏi và mình tư vấn thì họ đã đặt. Và sau đó sau cái quá trình sử dụng 3 tuần, 2 tuần, 3 tuần tùy theo cái mức độ. Ví dụ em ấy là vợ của một người bạn thì bạn ấy là bị da bị nám rất là nhiều. Trước đây sử dụng rất là nhiều sản phẩm nhưng mà không có tác dụng. Nhưng mà khi sử dụng kết hợp cái sản phẩm này và mình tư vấn luôn là kết hợp với cái viên uống Eposoft. Cái viên uống Eposoft bởi vì cái có thể nó là ảnh hưởng đến cái liên quan đến nội tiết tố của bạn ấy nữa. Cho nên mình tư vấn luôn combo. Thì cái Eposoft cùng với Nuclusi nó đã hỗ trợ được rất là tốt trong cái quá trình mà giảm sàm nám tàn nhang. Do vậy mà bạn ấy rất là vui mừng và chia sẻ với mình và bây giờ cũng thường xuyên tương tác, mặc dù là bạn ấy là ở ở quê đấy chứ không phải là ở cùng cùng địa điểm ở thành phố đâu, mình gửi về. Và ở hiện tại là mình cũng chia sẻ được rất nhiều anh em bạn chị em bạn bè và họ đã cảm nhận, bởi vì họ là đã gọi là đồng tình ủng hộ với cái phương thức mà chăm sóc sức khỏe sắc đẹp từ bên trong. Và cái sản phẩm này Phương cũng cảm thấy nó đặc biệt rất là tinh tưởng, nó vừa đẹp vừa sang, khi đi đâu mình có thể mình để vào trong cái túi xách mang đi và có thể là đưa ra sử dụng và coi như là một cái sản phẩm mình vừa là giới thiệu tư vấn được luôn, một công đôi việc. Thì Phương xin chia sẻ cái quá trình mà Phương gọi là tương tác và giới thiệu sản phẩm với khách hàng
mà mình bán được cái sản phẩm này là cũng nhờ qua cái quá trình trải nghiệm. Do vậy mà mọi người có thể nhìn thấy cái da của Phương nó có sáng hơn không ạ? Trước đây á, Phương chưa dùng sản phẩm này thì cái da của Phương là nó sạm rất là nhiều, và đặc biệt rất là nhiều cái nếp đôi môi tân nhang. Năm nay Phương 45 tuổi mọi người ạ. Do vậy mà thực sự là cũng rất là vui mừng, bởi vì Phương cũng đã qua một quá trình trải nghiệm rất nhiều, cũng đi spa này, rồi cũng dùng sản phẩm từ spa như là các cái gọi là dược mỹ phẩm đấy, dược mỹ phẩm của Tây Ban Nha, rồi dược mỹ phẩm của Hàn Quốc, rồi kể cả uống viên Nuplusi, nhưng mà không không có hỗ trợ được nhiều một phần nào đó. Nhưng mà khi dùng sản phẩm này nó rất là đơn giản, nó vừa dễ vừa tiết kiệm được thời gian, mà nó rẻ hơn rất nhiều so với khi mà mình trải nghiệm các cái sản phẩm ở spa. Do vậy là mọi người cố gắng làm mình học cái kiến thức này về sản phẩm này, để có thể vừa trải nghiệm, mình trải nghiệm là một quá trình để tích lũy kinh nghiệm. Thì có ba cái yếu tố để mình có thể nói rằng là bán được, làm chia sẻ và bán được cái sản phẩm này thành công. Đó là thứ nhất là trải nghiệm, mình trải nghiệm ngay, kiến thức đương nhiên là kiến thức học hỏi, trải nghiệm, và sau đó là cái kinh nghiệm để mình tích lũy và mình chia sẻ. Thì mình đã lên được cái thăng hạng sao là cũng nhờ Nuplusi. Mỗi lần mình được đặt combo có khi là 4 Nuplusi, mà trước đây 4 Nuplusi nó không có khuyến mãi mọi người ạ, mà Phương đặt đấy 4 Nuplusi, và có khi thì combo là 2 Nuplusi, nhưng mà thường Phương tư vấn là tư vấn luôn EcoShop, bởi vì khi mình đã tích lũy được kiến thức, mình học được kiến thức, mình chia sẻ luôn kết hợp combo như thế này nó cũng rất là rẻ chứ không đắt. Thực ra là 2 3 cây này ít nhất là liệu trình 3 tháng đấy, thì 3 chai liên tục đấy. Có những người bạn họ đã tin tưởng và đặt luôn ba ba chai này kết hợp với 6 cái hộp EpoSoft như thế này đấy, 6 cái hộp EpoSoft kết hợp luôn cùng một combo, và có người người ta đặt luôn một lần. Do vậy mà khi mình chia sẻ thì họ đã cảm nhận được và họ ok đặt luôn, lấy luôn về sử dụng, vì nó rất là tiện. Kể cả mẹ bỉm sữa hay là bận việc đi làm thì bỏ trong túi xách, còn viên EvoSoft thì uống lúc nào cũng được, ví dụ sau bữa ăn có thể là để ngay ở bàn ăn hoặc là trong túi xách đi mang đi làm cũng dùng, chỉ có mỗi ngày 2 đến 3 viên đấy. Nó hỗ trợ được rất nhiều, đặc biệt là da là đẹp, căng bóng, mình lên mình mềm. Như EvoSoft nó cũng hỗ trợ được cái da mình là nó cảm giác nó mềm mướt giống như là một cái nhựa sống vậy. Ngoài ra nó còn hỗ trợ rất là tốt cho chị em, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh mình thường là thiếu hụt cái estrogen, do vậy cái nội tiết tố nó không được cân bằng. Thì khi mình tiếp xúc với cái sản phẩm này, mình sử dụng thì cảm nhận rất là rõ rệt, nó hỗ trợ được ngoài cái việc mà chăm sóc da thì nó còn hỗ trợ được bên trong cho con người mình, nó cảm giác nó tràn đầy nhựa sống. Phụ nữ mình mà khi mà bị khô hàm thì cảm giác nó rất là khó chịu, nó nóng rồi nó bốc hỏa rồi, chắc có lẽ là đến độ tuổi này cho nên là đủ cả cái trải nghiệm để mà chia sẻ với mọi người, là vì Phương cũng 45 tuổi rồi, con cũng khá lớn rồi, do vậy cũng không ngại ngần gì để khi mà vợ chồng quan hệ trước đấy ấy, có khi nó rất là khô ráp đấy, bởi vì là khi mà bình thường khỏe thì không sao, nhưng đôi lúc là khó chịu lắm. Thế nhưng mà khi mà mình sử dụng cái này á, thì thực sự là cả vợ cả chồng đều rất là vui vẻ thoải mái, tức là có một cái cảm nhận rất là rõ rệt. Cho nên mình cũng chia sẻ với chồng, đợt này em uống viên nội tiết tố, thế đấy, nói thẳng là như thế, và chia sẻ với những người bạn mà cùng trang lứa với mình thì họ đều gọi là có một cái sự đồng tình. Đặc biệt ở đây là nó không có cái mầm đầu nành, do vậy rất là yên tâm, vì có rất nhiều người bạn mình đã chia sẻ rằng uống cái viên nội tiết tố phải hết sức cẩn trọng, vì trong đó có cái thành phần mầm đầu nành, nó có thể có nguy cơ gây lên phát triển lên những khối u, mà những khối u trong cơ thể mình đôi lúc mình chưa có kiểm soát được thì nó phát triển rất là nhanh và có thể gây nguy cơ đến ung thư. Và gia đình mình cũng đã có mẹ là ung thư vú,
Do vậy là rất cẩn trọng, trước đây cũng tìm hiểu và không dám uống viên nội tiết tố luôn, nhưng mà bây giờ đã tìm ra được cái sản phẩm này để uống, do vậy là mình rất là vui và sẵn sàng để chia sẻ với mọi người. Hãy trải nghiệm cái sản phẩm EpoSoft mà kết hợp với cái nước Lucy nữa thì vừa đẹp da vừa đẹp dáng. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.